Thiết kế quy trình xử lý nước phù hợp là một trong những chìa khóa thành công của quy trình Success. Quy trình xử lý nước được thiết kế phù hợp đặc biệt dành cho từng khách hàng để đảm bảo chắc chắn rằng nước sau khi xử lý xong đạt chuẩn để cung cấp đủ cho hệ thống nuôi và vèo. Nước sạch sau khi xử lý xong cung cấp cho hệ thống nuôi và vèo sẽ giúp cải thiện sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của tôm, giúp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Thiết kế quy trình xử lý nước Success bao gồm một bước lắng và hai là bước xử lý hóa học. Mục đích của ao lắng là để giảm độ đục của nguồn nước được cấp vào farm nuôi từ sông hoặc kênh tự nhiên. Nước sau khi được lấy vào ao lắng, quá trình lắng tự nhiên sẽ diễn ra từ từ. Các vật chất hữu cơ nặng, khối lượng riêng lớn hơn nước biển cùng với phù sa sẽ được lắng xuống đáy ao. Điều này sẽ giúp giảm được lượng hóa chất và chi phí xử lý để đạt được chất lượng nước hoàn hảo cho hệ thống nuôi và vèo. Khi bơm nước từ nguồn ngoài vào trong ao lắng, chúng ta nên sử dụng túi lọc 50 micron. Điều này sẽ giúp làm giảm đi các vật chất không mong muốn vào trong ao. Túi lọc nên được sử dụng ở mỗi bước chu chuyển nước trong farm. Xử lý hóa chất, bước 1, xử lý thuốc tím. Nước từ ao lắng được bơm vào ao xử lý thứ nhất. Trong quá trình bơm nước, thuốc tím được sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ còn tồn lưu trong nước, cắt giảm các hợp chất độc hại như dư lượng thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng. Lời khuyên của Stretting dành cho khách hàng đó là làm một bồn trộn nhanh như trong video trên. Bồn trộn này cho phép tự động tiêm dung dịch thuốc tím đã chuẩn bị sẵn liều vào đường ống bơm, giúp va đập và phản ứng với các phân tử nước một cách hiệu quả hơn. Nước trong ao xử lý thứ nhất sẽ được tiếp tục trộn và đảo bằng giàn quạt, để yên trong vòng 24 tới 48 tiếng tùy thuộc vào dư lượng thuốc tím còn lại trong nước. Bước 2, xử lý chlorine. Sau khi xử lý bước 1 xong, nước sẽ được bơm vào ao xử lý chlorine. Chlorine được sử dụng để khử trùng nước, diệt khuẩn và tảo. Tiến trình sử dụng chlorine cũng tương tự như cách sử dụng thuốc tím. Tiến trình xử lý này phải mất 24 tiếng để cho chlorine oxy hóa hoàn toàn. Sau 24 tiếng, từ ao xử lý chlorine, nước sẽ được bơm vào ao sẵn sàng qua túi lọc 20 micron. Nước tại ao sẵn sàng sẽ có độ trong như nước uống và có giá trị NTU dưới 3. Đội ngũ kỹ thuật Stretting sẽ giúp khách hàng phân tích chất lượng nước trước khi sẵn sàng sử dụng. Nước chứa trong ao sẵn sàng có thể được sử dụng ngay và thời gian tồn lưu nước tại đây không quá 3 ngày.